kim trì hương hoa cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự, tất cả Phật pháp tăng bảo thế thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi, nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh, phổ huân tất cả các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự, dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay con đem tất cả các hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục ngoạn mục túc men, cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận khắp mười phương, hình dung tưởng nhớ đều cùng chung với tất cả chúng sanh cuộc hiến cúng dường. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường, lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước, ở mỗi nơi có Phật pháp tăng đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ biếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạo và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tịnh không sanh không diệt, một vị bình đẳng lìa niệm thanh tịnh cứu cánh viên mãn. Khởi thỉnh tam bảo chư thiên nhất tâm phụng thỉnh, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh, nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Phật. Nhất tâm phụng thỉnh, nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Tâm phụng thỉnh, nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh, nam mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ
tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu thất Nhất Thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Thank you.
Nam Bắc Bộ, Tần Già Lăng Nội Bộ, Chánh Pháp Già, Pháp Già Nhất Thiết Thanh Chúng. Nhất Tâm Phụng Thỉnh Phạm Thích Tử Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tần Già Lam Nội Bộ Pháp, Hộ Chánh Pháp Già, Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất Tâm Phụng Thỉnh Phạm Thích Tứ Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tần Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả, Nhất Thiết Thánh Chúng. Di nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhân, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lăng đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tiếng. Di nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhân, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tiếng. Chim sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp hiển hiện đạo tràng, nhận con cung điều. Chim sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọn pháp hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cung điều. Thiên tịnh tín Bồ Tát, biến kiếp Bồ Tát.
tu của con tự tại thành tựu. Tám lễ tam bảo. Con nghe trong biến chánh biến tri ân đức chân thật vô biên độ thoát các hữu tình tâm hoan hỷ kính lễ tầng tu vô lượng phước nay.
đảnh lễ Huệ Tự Chiếu Phật. Thank you.
tâm định lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đại đạo pháp lòng vô thượng.
đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến, cúng dường cho tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu pháp và tất cả phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiện thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu lục ba la mật, tứ vô lượng tâm hiểu sâu tất cả pháp vốn tự
Namo di soha.